kỳ vi tết tỵ lạc rừng sâu anh lý nặng bờ dài chân canh thâu sáng tỏ tờ ban ngày ta đã gần thôi đêm nay tìm chỗ tạm chờ đợi đã ngàn năm câu duyên nợ ngày trùng quan hẹn ở chốn rừng sâu chàng nằm co ro trong giá lạnh sương sầu muốn sưởi ấm sao ngại câu đạo hạnh còn say đắm giọt sương tình long lanh nhẹ nhàng rên không đủ ấm lạnh chàng rồi chỉ còn ôm ấp ủ người thôi sao lạ lạ nghe bồi hồi tất giả ôi ấm áp nghe hồn ngây ngất quá như sóng chiều buồn buồn lạ gặp ra cũng buồn cả tay chân ôi ngào ngạt giữa chân gọi tiếng mộng làm ta đang mơ mà thấy a kỳ vô lại là má quỷ hiện hình hãy là yêu tinh xuất thế còn để đuôi kia trời ta bình tâm chàng ơi xin chàng hãy bình tâm đừng vội vàng hoảng hốt nghe thiếp đây bài giải đuôi lời càng sâu trường lạnh đông gió sương cánh ta nhìn chàng không an hồ kia núi cao trời ơi kiếp trên hồn tâm nói ra không đành dùng lời điêu mất kinh kỳ mau ôn luyện ngại chi mà buồn
đất đã nên câu vàng đá, dùng sơn lâm chuông lá đã thành quen. Hơn nữa là hàm thính nên hai chữ sang hèn, nhìn vợ đẹp muôn chen nhỏ lại. Lời tình tứ nghe ru lòng êm ái, chàng ơi ơi, một mái tranh nơi sơn giả quang lâm sẽ sưởi ấm hương. Thank you.
xin giả biệt.